con nó cầm lên mới được, to quá. Đủ được con này không, đã ta. Oh. Ngon à? No. Rồi, nói tiên cho phép mình gọi là chào tất cả mọi người luôn nha. Thì hôm nay mấy anh em đi trải nghiệm bắt lịch mọi người, lịch đồng nha. Thì cũng đi chung với mấy ông anh được trước đi bắt cua với bắt khía mọi người. Rồi, mời mọi người theo chân mấy anh em coi hôm nay mình bắt được nhiêu lịch nha mọi người. Ok, mình đi thôi nha mọi người nha. Nữa một con lịch đó mọi người. Để rắn nha mọi người nha. Bây giờ được nhiêu mọi người? Cũng nhiều á. Để trong cái thùng này mọi người chắc xem không thấy à. Thấy mọi người. Lịch đồng nó nhỏ nhỏ mà mọi người. Nó không có to. Cái này mình đứng ở đây nó chui chui vô cái giòi không? Có khả năng luôn hả? Đập ở đó hả? Đập mọi người. Nó chạy nhanh quá. Chắc không thoát đâu. Con này bự á. Hả? Nhỏ hả? Đây mọi người. Ô, lịch đồng con gì cũng to rồi. Quá đã. 5-6 con rồi. Hả? Con nó cầm lên mới được. To quá. Lịch to dữ người ta. Đủ được con này không, đã ta. Oh. Ngon à? No. Bỏ vô luôn. Bỏ này chắc hồi hơi nặng à. Nhưng đây chắc thùng này để không nổi à. Hả? Bắt cái này. Rồi lúng nữa. Một con. Ấy da. Thôi được rồi, được. Một con mọi người ơi. Con nói con lịch hả? Sao nói lương, nãy nói lương. Ăn chi ăn lương rồi bắt không biết. Lịch cho bá luôn. Lịch khổng lồ. Lịch này chắc 2 lạng, 3 lạng. 3 lạng ha. Rồi đó. Quá đã. Rồi. Chơi quá chơi, mất một tay từ giờ tay ướt á. Nè mọi người, bây giờ được cũng trọng trọng rồi đó. 7-8 con rồi. Mọi người thấy không? Nửa thùng rồi. Một con cá lóc. Nói chung ra đồng có gì bắt cái đấy rồi. Chủ yếu là bắt lịch nhưng mà có cái gì bắt cái đó. Hồi nãy xảy hơn con cá lóc này. Éo. Đồ đồng à. Có gì bắt mấy. Phải gì đó. Ngách lúc dưới đây luôn, chặn cái ngách chơi dưới đi vậy nè. Ngách dưới đi. Dưới cây kìa. Thôi phục cho cái xì nước rồi. Đó. Cái này ngách nữa nè. Đó, nó lên đó, nó tay thế nè. Rồi, dồn đi. Dồn cái nó chạy ra đây không? Đây ngách nữa nè. Mới đụng á, cứ rút lên trên, nó lên trên nè. Đây ngách nè. Dưới đây ngách, ờ đúng rồi. Đó, xuống rồi đó. Một em lịch nữa mọi người ơi. Rồi. Đất này lúng nó chuối. Đù quá đã, đây lịch quá to ơi. Làm nữa đi, làm nữa đi. Quá em, quá em, quá em. Đó kìa. Này phải không? Ngắt nè, ngắt nè. Ở đó nó kìa. Ê, nó đó. Nó đó, thụp mạnh lại, mạnh lại. Mạnh lại. Ồ, ồ quá to. Giục lên, giục lên, giục lên. Ê, nó ở đây nãy nữa. Đây mọi người. Đúng.
nấu canh chua mẻ là hết 7,7 luôn. Ôi, to thế. Ba con rồi, ba con to rồi. Ôi, con lịch này bằng lương mọi người ơi. Ghê, quá trời hàng rồi mọi người ơi. Nữa mọi người, nữa mọi người. Một em nữa. Con này hơi nhỏ. Vô thùng luôn, Vĩnh ơi. Con này là chỗ khác là to rồi đó. Nặng à, nặng rồi. Quá nửa thùng rồi mọi người. Con này nhỏ quá, không có đường để chạy. Đủ hai con. Hai con hả? Ghê vậy. Con chứ. Nó dài, nó ốm, nó dài quá. Trời ơi. Con này mà ốm dài vậy cũng bự mà. Coi dân không chuyên nghiệp bắt lịch nè. Đó. Đó. Được rồi nghe mọi người. Vô nè ông ơi. Ủa má dục nữa ơi. Hồi gất xuống nước ông lụng chữ. Tanh bạnh luôn. Vô. Lên đây nè. Cuối đời gặp lại. Ôi, tà bá luôn. Quá đã, quá đã. Đâu mà khơi khơi đi. Đâu mà khơi khơi mà không ở đây gì ông. Dạ. Còn khơi khơi thì giống giống gì. Dân bắt lịch chuyên nghiệp nó vậy đó mọi người. Bắt được con lịch cả buổi trời. Đó, quá đã mọi người ơi. Chỗ cây đó, đó, thì đó, thì đó. Đây nè, đây nè. Cái hết sao nó lên kìa. Không ra thôi. Cái phòng. Cái chậu giò mấy đó. Một em. Chuối ra, chuối ra. Vô mọi người ơi. Ê, ê. Vô. Dễ gì mất nổi. Tôi bắt ở dưới nước không được chứ trên bờ tôi bắt không được lắm ạ. À. Có chưa? Một con lịch nữa. Bắt dính, bắt dính. Có hàng rồi bấm máy lên là dính thôi. Cho mọi chủ yếu cho mọi người coi cách bắt lịch thôi. Mời cái hàng bự hay xuống trợ giúp. Ừ, hàng to chạy giúp đi. Chút nữa anh lịch. Chút nữa anh lùng có hàng cái anh lùng. Chỉ em cái chia sẻ mọi người cái ha. Là mình bắt mình phải chia sẻ hàng chứ. Chia sẻ cái hàng người ta mới biết. To mọi người. Quan trọng là có không á. U kìa. Ngắt hàng cua hay là hàng nói này. Mới đụng cái đuôi đó đó. Mới đụng cái đuôi chỉ bạn mẹ nó ra đây luôn rồi. Đây nè. À, trả lại đó. Bự lắm, bự lắm. Đây nè. Bự lắm, bự lắm mà. Nó, cho vô luôn đi. Cho vô luôn giùm em đi. Hỗ trợ, hỗ trợ. Đó. Thấy không? Quá đã rồi. Khổng lồ. À, bắt nè. Lăn le bò lết gì mới bắt được con á mọi người. Dễ ăn đâu mọi người ơi. Nữa kìa mọi người ơi. Ok. Tiếp tục. Quay cái hang đó là. Đâu, cái hang đâu? Nè. Họ cái sụp cái nước không ạ. Ây ôi. Nè mọi người. Cái này là hang ngách hay là hang ngách. Nè hang cái mọi người, hang ngách là ông anh thọ đẳng kìa. Ok bắt đi. Đó mọi người. Cứ thọt vô là nó xì nước ra đâu là ngách nó đó. Phải chặn nó mới được. Vô nữa mọi người. Vô nữa mọi người. Ơi để lấy cái thùng. Lụm lúa. Lấy cái thùng lụm lúa. Đây không ơi, lụm. Ok, gần 1 giờ trưa rồi. Mà bắt được cảm giác nó sung. Đã mệt hơn mọi người. Ừ. Bắt không được có mệt lắm.
Ở lên trên này chút ơi. Bắt không được thì mệt lắm, còn bắt được là lỏng. Được phái sung. Này lúa người ta khai nước. Bạn của ông anh nè. À. Ông khai nước rồi ông chỉ vô bắt lịch nè. Trời ơi, ngách kìa. Ngách không bằng cầm tay. Hang này có chắc cũng không nhỏ đâu nha. Đấy, mới đụng vô đó. Tới luôn, tới luôn. Tới luôn rồi. Tới luôn. Lụm. Lụm. Đù, quá đã lụm mọi người ơi, lụm. Để vô. Ủa cái kênh này mày đặt cái kênh lụm chứ bao. Cái gì cũng lụm. Kênh này tao đặt kênh lụm. Đó. Lụm tưa luôn. Gì cũng lụm. Mẹ cái hang này nằm ngoài rồi. Để biết nó đi đâu luôn à. Một nữa ra, còn hai rồi, còn nằm ở trong. Nè, con ngách trong nè. Nó xì xì nước lên kìa. Đó, đó, dịch, dịch. Trên xuống dính. Đúng rồi. Có không? Không biết luôn. Cái giật, cái giật. Đây, nó vậy nè. Ra ngoài nữa. Đủ. Lộn. Lụm hả? Lụm lúa. Chưa nha. Chưa. Chưa chắc lụm nha. Chắc ở lên đó, đó lụm. Cái này là phải lụm. Ê, ê vô. Lụm. Lụm. Ôi ôi con lịch. Lịch to. Khí thế. Ờ đó, lịch to khí thế mọi người. Cái lụm ngó sang này. Đó mọi người thấy không? Vô nha. Ép. Nè mọi người coi nè. Đó, một thùng nha mọi người. Đựng đầy thùng rồi. Ôi ơi nè. Quá đã luôn. Đựng đầy thùng rồi mọi người ơi. Dính không? Lúc dưới dầu anh dính không? Đâu? Đó. Ô, to to. Quá. Này đúng là ăn lịch nè. Đù. To đùng luôn. Lâu lắm rồi mới gặp. Dạ nó cây nó mọc. Hồi nãy trong kia cũng có nữa đó. Nãy con dòm lâu thấy lâu trái kêu lên cũng mà có. Nhưng hồi lần về ta cố đi. Mấy anh em về mọi người ơi. Bắt được mớ lịch thôi mọi người. Ba anh em về cũng 2-3 giờ rồi. Mua đồ ăn theo. Chưa kịp ăn nữa. Đói bụng quá trời, đói bụng rồi. Rồi quay lại cho mọi người xem nha. Chào mọi người. Ô này gần 3-4 kg á. Thịt to to mà mọi người. Thấy không? Quá đã. Rồi Vĩnh bắt đi bạn. Lấy nhiều con bắt đi. Rồi mấy anh em chào mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người clip sau. Chào mọi người. Chào mọi người cái gì anh? Lo lấy không à. Bye bye mọi người. Các